Cảm xúc nó rất tuyệt vời, kiểu như mình vừa đỗ đại học như rồi mình còn đi học vậy. Mình tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành tự động hóa. Trong quá trình học thì năm thứ tư mình có đi thực tập một công ty startup. Mình làm backend developer, sau khi làm việc 1 năm rưỡi ở công ty ở Việt Nam thì mình đã apply và nhận offer thành công ở công ty HS ở Singapore. Trong cái quá trình mình tự học thì mình dựa nhiều vào những bài chia sẻ online, video YouTube và những khóa học miễn phí ở trên mạng. Trong cái quá trình đó, đồng thời việc học tự làm cho mình những side project để mình có thể practice được cái những gì mình đã học. Mình nghĩ đó là một cái công thức mà khá là dễ đi theo và nó đã giúp mình khá nhiều khi mình có thể vừa học kiến thức mới, tuy nhiên là cũng có thể sử dụng những cái kiến thức đó ngay trên một cái sản phẩm mà mình làm ra để mình thấy là nó hữu ích như nào và nó sẽ dễ nhớ, dễ học hơn so với chỉ học theo cách truyền thống. Trước khi biết đến khóa học của MyX thì tất cả những cái nguồn tìm hiểu của mình thì đều đến từ Google là chính. Và mình cũng chưa có cơ hội mà apply đến một công ty nào đó ở nước ngoài. Thì sau khi tham gia khóa học thì mình thấy là mình đã được chuẩn bị nhiều hơn về kỹ năng của mình. Và lúc đó mình mới thực sự tự tin mà apply trực tiếp những công ty ở nước ngoài. Mình rất là vui, phải mất vài phút thì sau đó mới có thể hoàn hồn được. Và cái điều đầu tiên mình làm đơn giản là gọi về cho gia đình và báo thông tin cho mọi người là mình đã đạt được mục tiêu của mình. Cảm xúc nó rất tuyệt vời, kiểu như mình vừa đỗ đại học như hồi còn đi học vậy. Nếu bạn có một cái đam mê hoặc một cái ước mơ, cứ cố gắng thực hiện nó bằng 100%, 200% sức lực của mình. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều rằng liệu mình làm như thế này có được không, học cái ngôn ngữ này thì có tốt hay không. Những cái lo lắng như vậy, những cái suy nghĩ như vậy thì nó không mang lợi ích gì mà nó chỉ làm tốn thời gian. Và thay vì đặt câu hỏi, bạn hãy tự đi tìm luôn câu trả lời cho câu hỏi đó.